Chương Vũ, truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả. Một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca. Quyết tẩy giang hồ. Qua phần diễn đọc, Chương Vũ. Chợt con kỳ lân trắng ngẩng đầu dậm chân, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng đỏ rất đẹp. Nó nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi mới ngẩng đầu lên trời định hút tinh hoa của mặt trăng. Tội cho con vật nhỏ bé này, nó có biết đâu đang có mấy trăm cao thủ đang muốn bắt và giết nó. Lúc ấy bốn bề yên lặng như tờ, không một ai dám ra tay bắt nó trước. Vì ai cũng biết nếu không bắt được nó sẽ độn thổ mất, như vậy là đừng có hòng mà bắt được nó lần thứ hai nữa. Con kỳ lân trắng như ngọc kia từ từ ngẩng đầu lên, thở ra một làn hơi trắng. Thoạt tiên làn hơi trắng đó chỉ dài hơn một thước mà thôi, rồi càng thở càng dài và còn biết rung động co giãn. Làn hơi trắng đó chính là tinh hoa của nó, nhật nguyệt mà con kỳ lân này đã tu luyện hàng vạn năm mới có, nhờ thế mà biến hóa thành một chất nguyên đơn biết chạy và biết biến. Nếu muốn ra tay bắt lúc này là một cơ hội rất là tốt, vì sau khi con kỳ lân thâu làn hơi trắng ấy lại rồi, nó sẽ độn thổ ngay. Lúc ấy muốn bắt thì còn khó hơn là leo lên cung trăng. Thấy con kỳ lân ấy xinh đẹp và đáng yêu quá, Lâm Hào cũng phải thương hại nó. Nhưng lòng đầy tình thương của chàng có ích lợi gì cho nó đâu, nên chàng chỉ mong nó chạy trốn thoát được thôi. Chàng đang thương tiếc thì đột nhiên có một luồng khói đen nhanh như điện chớp ở sau tảng đá bỗng lướt xông lại gần con kỳ lân. Thân pháp của người ấy quả thật là tuyệt vời, nên chàng mới trông thấy như là một làn khói đen vậy. Chàng không sao nhịn được khẽ kêu hừ lên một tiếng. Con kỳ lân nọ đã cảm thấy tình thế khác thường, nó vội há miệng hút mạnh một cái, làn khói trắng kia đã chui luôn vào trong miệng của nó, nhưng đã muộn rồi. Dưới ánh trăng, Lâm Hào thấy rõ người nọ hình dáng khô khan, mình mặc áo đen, sắc mặt nhợt nhạt, tay chân cứng đờ, hai mắt trợn ngược, đầu trắng xóa, trông rất là kinh người. Y vừa chợp được con kỳ lân đã vội chạy ngay vào trong rừng. Lão ta vừa quay đi thì đã có một cái bóng xanh nhảy ra ngăn cản và quát bảo: "Hắc y ma, có mau để lại vật đó không!" Chỉ nghe một tiếng kêu bùng, Lâm Hào đã thấy lão nhân áo xanh mà chàng theo dõi hồi nãy đã đụng vào người của tên hắc y ma một cái, rồi cả hai cùng rớt xuống đất đứng đối diện cùng nhau. Hắc y ma trợn ngược đôi mắt trắng giả lên rồi y cười the thé đinh tai và trả lời: "Bàn trọng, người không yên lặng ở lĩnh Nam làm ăn mua bán lại đến đây lâm đầu vào chỗ chết làm chi?" Nghe thấy hai người đối thoại, Lâm Hào giật mình, vì chàng không ngờ hai nhân vật này đều là những người đã khét tiếng giang hồ lâu lắm và đã ẩn vật từ lâu, nay lại xuất hiện ở nơi đây. Trong lúc Lâm Hào nghĩ ngợi lại thấy có mấy chục người nữa xuất hiện bao quanh hắc y ma cùng với Bàn Trọng. Bàn Trọng cười ha hả đáp: "Người ta sợ hắc y ma chứ Bàn Trọng này thì cảm thấy món hàng đây đáng mua lắm. Có thế thôi, nếu ngươi vui lòng thì chúng ta mặc cả với nhau cũng được." Hắc y ma trợn ngược đôi mắt trắng giả, không biết hữu ý hay vô tình, đưa ánh mắt nhìn quần hùng đứng quanh đó một lượt rồi lạnh lùng trả lời: "Bàn Trọng mà, nếu ngươi không chịu nhường lối cho ta thì đừng có hòng mà sống đâu." Y vừa nói dứt câu thì Bàn Trọng cũng đã cười ha hả trả lời: khéo nói lắm." Vừa nói Bàn Trọng vừa giơ tay hữu chưởng lên nhằm vào ngực của hắc y ma tấn công luôn, còn tay trái thì cướp luôn con kỳ lân trắng của đối phương đang cầm. Thủ pháp và thân pháp của Bàn Trọng nhanh khôn tả, khiến cho hắc y ma cũng phải giật mình kinh hoàng, vội lùi ra phía sau một bước để tránh né, rồi giơ tả chưởng lên phản công. Tay của y đẩy ra một luồng khói trắng nhằm chưởng phong của đối thủ mà chống đỡ luôn. Bùng! Chưởng lực của đôi bên chạm vào nhau vang lên những tiếng sấm nổ, rồi cả hai cùng phải thối lùi về phía sau một bước. Trong lúc ấy đột nhiên lại có tiếng cười quái dị nổi lên.
và có người lớn tiếng xen vào: "Thật là cái đồ vô dụng." Tiếng nói vừa dứt thì đã có một bóng đen nhanh như điện chớp từ ở bên ngoài nhảy vào. Bọn Hắc Y Ma với Bàn Trọng cùng quát lên một tiếng, cùng tung mình nhảy lên tấn công người ấy. Lúc đó quần hùng đã trông thấy rõ, người vừa xông vào là một lão già ăn mặc quần áo rách rưới, tóc bạc, đầu rối như ổ quạ. Và tay phải của lão thì đã cướp được con kỳ lân linh thú ngàn năm rồi. Thấy vậy mười mấy người khác đều bao vây không để cho lão già ăn mày ấy tẩu thoát. Nhưng lão ăn mày này cúi người xuống một tiếng rồi hai chân nhún người lên. Thân người của lão đã lướt ra bên ngoài hơn mười mấy trượng và chạy đến gần chỗ của Lâm Hào đang ẩn nấp. Những tay cao thủ kia cũng nhanh nhẹn nhảy lại bao vây lấy lão ta lại. Hắc Y Ma nhìn lão già ăn mày và lớn tiếng quát hỏi: "Hà Khê Cửu Chỉ, người mau trả lại vật báo cho lão phu không?" Lão già ăn mày này chính là Hà Khê Cửu Chỉ danh trấn võ lâm năm xưa. Hà Khê Cửu Chỉ giọng quái dị và nói: "Khéo nói, có vật gì của ngươi mà lão ăn mày này phải trả chứ?" Bàn Trọng cười the thé tiến lên hai bước, bộ mặt tròn trĩnh của y vẫn lộ vẻ hòa khí, vừa cười vừa đáp: "Lão ăn mày kia, mổ là người mua bán, bây giờ mổ lại ưa thích cái món đồ chơi ở trong tay lão đang cầm đó." Y vừa nói vừa tiến lên hai bước, Hà Khê vội lùi về phía sau một bước và quát lớn: "Bàn Trọng, ngươi đừng có dở cái trò ấy ra trước mặt lão phu nha." Thì ra mỗi lần dẫn khí ra tay, bao giờ Bàn Trọng cũng làm ra vẻ tươi cười hòa nhã đáng yêu. Và lúc bấy giờ càng cười bao nhiêu thì khi ra tay lại càng lợi hại và mạnh bấy nhiêu. Bàn Trọng nghe thấy Hà Khê quát như thế, mặt càng hòa nhã thêm, tiến tới hai bước rồi vội nói tiếp: "Lại đây, lại đây, chúng ta là bằng hữu chi giao đã lâu năm, chúng ta buôn bán vụ hàng này một kiến cũng đâu có sao." Hắc Y Ma thấy hai người kia gạt mình sang một bên, tính hung tàn của y liền nổi dậy, vội xông lại quát bảo Hà Khê: "Lão ăn mày kia, khôn hồn thì trao trả cho ta vật mà ngươi đã cướp đi." Bàn Trọng đột nhiên tròn xoe đôi mắt, trầm giọng bảo: "Hắc Y Ma, ngươi phải nhận kỹ ta là ai mà ngươi dám ăn nói như thế chứ? Ngươi không sợ mất mạng hay sao?" Ba người đó đều là quái khách và ma đầu danh trấn nhất phương, võ công rất cao siêu. Nếu họ đánh nhau chưa biết mèo nào cắn miêu nào. Quần hào ở bên ngoài sửa soạn xông vào đánh úp họ để quyết giành lại phần thắng. Đôi bên đang cầm cự lẫn nhau thì ở bên ngoài lại có ba người tuổi trạc trung niên, mặc y phục lịch sự lướt tới. Phía sau ba người đó lại có mười đại hán dạm dở. Mười mấy người này vừa xuất hiện, những người đứng ở vòng ngoài đã xôn xao bàn tán. Và có người đã khẽ nói: "Cao thủ của Quả Long giáo đã tới rồi kìa." Người đi đầu mặt bóng bẩy, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng tía, râu tóc đỏ như lửa, hình dáng rất oai dũng. Y chính là Mã Thế Nghi, đường chủ ngoại tam đường của Quả Long giáo. Người đi bên tay trái của y mặt rất âm trầm, mắt diều hâu, mũi két, người gầy gò và cao, sắc mặt nhợt nhạt, đầu bóng nhoáng. Lão già này là Quỷ Thủ Ngụy Di. Người đi bên phải là Mã Thế Nghi, là Hắc Sát Triệu Phi. Ba người này hăng hái đi vào giữa đấu trường rồi đứng sừng sững tại chỗ đó. Quỷ Thủ Ngụy Di cười khì một tiếng, tiến đến rồi đưa tay chào ba người nói: "Ba vị tiền bối quá cao hứng thật, ở trong nhà để hưởng phước không ở mà lại ra đây để đùa nhau đến như vậy. Có lẽ địa vị của y còn kém hơn ba người kia một chút nên y mới khách khứa như thế." Những người trên giang hồ ai chả biết tên này là một tên trong nhóm 10 đại cao thủ của Quả Long giáo. Ít khi chúng cùng xuất hiện một nơi mà ra cùng một lúc như thế này. Lâm Hào núp ở đằng sau cây cổ thụ, thấy bọn người này xuất hiện liền giật mình nghĩ thầm. Chàng không sao chịu đựng được, liền cười khẽ một tiếng nhảy sổ ra nhắm vào đầu của Hắc Sát Triệu Phi tấn công luôn. Sự việc xảy ra một cách quá ư đột ngột, khiến cho Triệu Phi vội giơ chưởng lên chống đỡ và lùi về phía sau. Lão ăn mày Hà Khê nhúng chân một cái đã tung mình nhảy vào ở trong rừng. Nhưng Hắc Y Ma cùng với Bàn Trọng
đã dương chưởng xông lại ngăn cản lão ta, không để cho lão ăn mày này lẩn trốn. Quỷ thủ Ngụy Di mắt lộ hung quang, vừa thấy cửu chỉ Hà Khê đang tung chưởng chống đỡ hai người kia, liền khẽ bảo dơi Mã Thế Nghị: Mã đường chủ, lúc này chúng ta không ra tay thì còn đợi đến lúc nào nữa đây? Mã Thế Nghị cũng đã có ý định như thế rồi, liền nhảy sổ lại giơ tay lên nhắm vào đầu của cửu chỉ Hà Khê, tấn công như vũ bão, lợi hại vô cùng. Ngụy Di cười khì một tiếng, cũng nhảy vào dòng chiến ngay. Bùng một tiếng vang lên, cùng với một tiếng la thảm khóc, các bụi bay mù mịt, bóng người bắn tung ra. Cửu chỉ Hà Khê hai mắt trợn ngược, sắc mặt nhợt nhạt, nằm ngửa mặt trên mặt đất, miệng cứ phúng máu tươi ra luôn. Hắc Y Ma Bàn Trọng cùng với Mã Thế Nghi đang loạn choạng lùi về phía sau lia lịa. Ngụy Di mặt nhợt nhạt lùi về phía sau ba bước mới đứng vững lại được. Tài của y đã cướp được con kỳ lân linh thú dạng năm. Y vừa đứng vững liền tung mình nhảy lên, nhưng đã có tiếng người quát lớn: Chúng ta đuổi theo đi! Bọn giang nam ngũ quỷ vừa la lớn vừa xông vào dung chưởng tấn công Ngụy Di. Những người khác, kẻ múa đao, người múa kiếm cũng đuổi theo Ngụy Di luôn. Hắc Y Ma quát to lên một tiếng, tung người đuổi theo. Mọi người lại nghe tiếng kêu lách cách vang lên, thì ra Bàn Trọng đã rút cái bàn toán cất trong người của y ra. Mã Tế Nghi thấy vậy hoảng sợ vô cùng, giơ tay ra hiệu cho các cao thủ cùng hét lên: Tấn công! Tiếng hét của Mã Thế Nghi vừa dứt thì đã thấy nhiều bóng người xông vào ở trong trận đấu ngay. 10 tay cao thủ của Quả Long Giáo đã nhảy sổ vào tấn công. Chúng đều cầm roi sắt. Bóng roi của chúng tựa như là những cái lưới sáng quắc, nhằm vào đầu của quần hùng đang bao vây Ngụy Di mà úp chụp xuống. Trận hỗn chiến ấy khốc liệt vô cùng. Cạnh trận đấu lại có hai người đang đấu với nhau rất kịch liệt. Hai người đó chính là Lâm Hào và Triệu Phi. Công lực của Triệu Phi cao siêu hơn Lâm Hào, nhưng lúc này tình thế đối với đồng bọn của y rất bất lợi, nên y cứ phải đưa mắt nhìn vào trận đấu khốc liệt đó luôn luôn. Lại thêm Lâm Hào đấu trí mạng thân pháp lại rất quái dị, thể thức cũng ác độc vô cùng, vì vậy y chỉ có lùi bước lia lịa. Đột nhiên có tiếng kêu thảm khóc vang lên, thì ra một nhân vật võ lâm đã bị thương và bị đánh bắn ra đến bên ngoài. Rơi xuống đất kêu lên bợp một tiếng, y chỉ giãy giụa được mấy cái rồi tắt thở liền. Tiếp theo đó lại có máu tươi bắn tung tóe ở trong trận đấu, có tiếng kêu la thảm khóc vọng ra liên tiếp, người bị thương bị chết càng lúc càng nhiều. Ngụy Di bị mọi người bao vây, y liền dở độc quỷ thủ mà từ bấy lâu nay y không sử dụng ra đối phó. Tuy vậy đầu óc của y cũng bị đánh đến bù rối, quần áo bị rách tả tơi, máu ở trong người phun ra như mưa. Mã Thế Nghi múa quyền cực nhanh, lợi hại khôn tả mà vẫn bị khá nhiều vết thương to nhỏ. 10 đại cao thủ của y cũng đã chết và bị thương rất nhiều. Trong đấu trường không có một người nào không bị thương cả, nhưng ai nấy đều hăng hái đấu tiếp chứ không chịu rút lui. Tuy người của Quả Long Giáo đã cướp được con kỳ lân linh thú, nhưng chúng đã bị bao dây chặt không sao tẩu thoát được. Triệu Phi thấy vậy cả kinh, nhưng mình đang bị mang thương tích, chưởng ảnh trùng trùng điệp điệp bao dây chặt. Rồi đột nhiên y rú lên một tiếng, ngửa người ra phía sau, phi hai chân lên dở toàn lực ra đá vào bụng của Lâm Hào. Nhưng khi chân của y mới vừa tới lưng chừng đã vội dừng thẳng người, tung người lên toàn lực và đánh vào Lâm Hào một chưởng thật mạnh. Bùng! Lâm Hào có giơ tay lên chống đỡ, nhưng liền bị dội về phía sau ba bước, khạc ra một búng máu tươi. Nhờ cái đánh đó mà Triệu Phi đã thoát khỏi được Lâm Hào, rồi quay người rút thanh đoản đao dị hình ra, nhảy lại tấn công Hắc Y Ma Chỉ. Nghe một tiếng la, sau đó những tiếng thảm khóc, thân hình của Hắc Y Ma dính liền với máu và lập tức biến thành một luồng khói đen, thoát đi mất dạng. Triệu Phi mặt tái nhợt lùi về phía sau 10 mấy bước, y thở hổn hển rồi mới đứng vững lại được. Còn Lâm Hào thì vừa định thần xong, thấy vậy liền quát lớn một tiếng, múa thanh kim thần kiếm xông lại tấn công Triệu Phi ngay. Ánh sáng vàng của thanh kiếm vừa lóe lên thì quần hồn đang đấu đã kêu lớn:
Kim Thần Kiếm. Vừa rồi Triệu Phi dở toàn lực ra mới đánh được Hắc Y Ma bị trọng thương nặng mà bỏ chạy. Nhưng y cũng đã bị thương rất nặng, đang đứng ở đó để điều hơi vận công lấy lại sức lực. Y đột nhiên thấy có ánh sáng màu vàng lóe lên, tự như là muôn ngàn con mắt. Và ở trên không đâm bổ xuống, y hoảng sợ vô cùng hét lớn một tiếng. Dùng hai thanh đoản kiếm nhằm vào người của Lâm Hào mà phân công luôn. Tiếng kêu thảm khóc vừa vang lên, máu tươi đã bắn ra tung tóe. Chiếc đùi bên phải của Triệu Phi đã bị chặt cụt. Người của y cũng đã bắn ra ngoài mấy trượng, giải dụa mấy cái chết giấc luôn. Chỗ vết thương của y máu chảy ra như suối. Lâm Hào vốn dĩ đã bị thương, lại thêm tức giận vô cùng, đã dùng toàn lực trong thế kiếm nhằm Triệu Phi tấn công thật nhanh. Ngờ đâu lúc ấy Triệu Phi liều mạng lao rút đi và hai thanh đoản kiếm vào người của chàng, nên chàng chỉ tránh được một đoản kiếm bên phải, nhưng không sao tránh được thanh đoản kiếm bên trái, nên vai của chàng đã bị đoản kiếm đó lao trúng vào nhất thấu xương. Máu tươi cũng chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng của chàng. Đồng thời chàng cũng cảm thấy chỗ bị thương có một luồng hơi kỳ lạ cứ lan tràn xuống khắp thân thể. Cánh tay trái của chàng đã uể oải không còn hơi sức, hình như đã bị tê liệt vậy. Lâm Hào kinh hãi vô cùng, vội cất thanh Kim Thần Kiếm vào trong bao. Giơ tay phải ra, điểm năm nơi yếu huyệt ở trên vai trái, rồi chàng định rút thanh bảo kiếm ra thì bỗng trong đấu trường lại có mấy tiếng kêu la thảm khóc vang lên. Và chiếc bàn toán sắt của Bàn Trọng đã kêu lên như pháo nổ lách cách. Tiếp theo sau đó là y gượng cười và nói: "Lão phu sẽ ghi mãi món nợ này." Lão vừa nói tới đó, người đã nhảy đi xa mấy trượng rồi. Lâm Hào thấy vậy thầm nói: "Chà, lẽ nào người của Quả Long giáo đã toàn thắng rồi chăng?" Nghĩ đoạn chàng liền đưa mắt nhìn, đã thấy mấy cái bóng màu tía chạy tới và nhắm người của chàng tấn công luôn. Lâm Hào cả kinh vội quát lớn một tiếng, dùng hữu chưởng lên chống đỡ bảy chưởng của đối phương cùng một lúc. Bùng bùng bùng. Sau những tiếng nổ vang rền, sắc mặt của Lâm Hào chợt nhợt nhạt. Mồ hôi trán toát ra như mưa, quần áo bị chưởng phong của địch nhân đánh rách tả tơi. Thân hình của chàng lui ra sau rất nhanh, bước đi lảo đảo rồi miệng phun ra máu tươi. Chàng té xuống đất và không sao cử động được nữa. Tuy kịch chiến đã lâu, chân lực đã bị hao hụt rất nhiều, nhưng công lực của Mã Thế Nghi vẫn còn hùng hậu, cho nên Lâm Hào không sao chống đỡ nổi và đã bị thương nặng khi đối chưởng với y vậy. Mã Thế Nghi đẩy lui được Lâm Hào liền đi đến chỗ của Triệu Phi, nhanh tay điểm vào mấy nơi đại huyệt để cho vết thương của Triệu Phi khỏi phúng máu ra nữa, rồi lại đỡ Triệu Phi dậy để xoa bóp. Trận đấu đã kết thúc, xác chết nằm ngổn ngang, máu chảy thành từng dũng. Quần hùng bao vây ở vòng ngoài cũng dần dần giải tán hết. Nguyên Di người đẫm máu, và máu của y vẫn còn tiếp tục nhỏ xuống từng giọt một. Tay y vẫn nắm chặt con linh thú kỳ lân, trông trắng như thế mà cũng đã dính đầy máu, nhưng hai mắt của nó vẫn còn lóng lánh. Quả Long giáo đại thắng rồi. Trong lúc quần hùng giải tán đều thì thầm bàn tán có vẻ bất mãn. Tuy Quả Long giáo còn lại có hai người, vẫn còn có thể đi lại và đánh đấu được thôi. Nhưng ai có thể tự tin là có thể hạ nổi được Ngụy Di và Mã Thế Nghi? Ngụy Di từ từ quay đầu lại, mắt của y trông khủng khiếp như mặt nạ quỷ, và cười khì mấy tiếng, từ từ tiến về phía gần Lâm Hào. Lúc bấy giờ bầu không khí nặng nề khôn tả. Ngụy Di bỗng ngừng bước và cúi đầu nhìn vào mặt của Lâm Hào. Lúc ấy Lâm Hào đang mê man bất tỉnh, không biết gì cả. Hình như Ngụy Di ngắm nhìn bộ mặt anh tuấn của Lâm Hào và có ý muốn tìm kiếm vật gì thì phải. Rồi đột nhiên y lộ vẻ kinh ngạc, và chân cũng như bị rắn cắn phải vậy. Người của y rung động một cái rồi lại lùi về phía sau một bước. Cho tới khi vẻ mặt đã khôi phục như thường rồi, y mới tiến lên một bước nữa. Y cúi người xuống, dùng ngón tay điểm vào ba nơi yếu huyệt ở trước ngực của Lâm Hào. Chỉ lực của y chia ra làm ba làn khói đen lờ mờ, không ai trông thấy rõ, và chỉ thoáng cái đã biến mất ngay. Chỉ thấy mặt Lâm Hào đang xanh tía,
bỗng tỏ ra nhăn nhó như chịu không nổi sự đau đớn vậy. Đồng thời chàng còn kêu lên hự một tiếng đau nhức thấu xương, và cũng tức muôn dạng con kiến đang chui vào trong người của chàng mà cấu xé. Trong lúc mê man như thế mà Lâm Hào còn chịu đựng không nổi sự đau đớn ấy, nên khi tỉnh lại mồ hôi của chàng toát ra như mưa. Đồng thời mình mấy chân tay của chàng rung lẩy bẩy nữa. Lúc ấy đoạn kiếm vẫn còn cắm sâu vào vai trái của chàng, và hơi lạnh ở nơi lưỡi kiếm cũng bắt đầu chạy khắp mình mẩy của chàng. Lâm Hào càng đau đớn thêm, nên miệng cứ rên rỉ hoài. Rồi từ từ hé mở đôi mắt lờ mờ ra. Đột nhiên chàng ngừng rên rỉ, hai mắt tia ra hai luồng sáng phẫn nộ. Chàng đã rặn ra, người đang đứng trước mặt mình chính là Ngụy Di, hộ pháp của Quả Long giáo, và cũng là kẻ thù chí tử nữa. Chàng là người rất kiêu ngạo, đành chịu đựng đau khổ chí chết chứ không chịu tỏ ra hèn kém trước kẻ thù. Chàng muốn lên tiếng nói, nhưng vì quá đau đớn nên không làm sao nói lên lời được. Ngụy Di liền cười nhạt một tiếng rồi giọng âm trầm hỏi: "Tiểu tử, có phải ngươi là Lâm Hào không?" Lâm Hào như bị dao đâm chém, nhưng chàng vẫn bình thường bò dậy, cố dần hết sức lực rồi trả lời: "Phải." Hai mắt của chàng tê ra hai luồng ánh sáng phẫn nộ như hai con rắn độc định cắn vào mặt của Ngụy Di vậy. Nếu đôi mắt của chàng có thể giết chết người được thì chàng đã xé y ra làm hai rồi. Ngụy Di đột nhiên ngừng mặt lên trời rồi cười the thé như tiếng ma kêu, khiến cho ai nghe thấy cũng phải rùng mình sợ hãi. Y vừa cười xong rồi lại lạnh lùng hỏi: "Tiểu tử, ngươi họ Lâm thật hay là Lâm giả đây?" Lâm Hào trợn tròn đôi mắt, lửa giận bốc lên, khiến chàng cảm thấy như đang ngồi trong vạc dầu sôi. Rồi chàng lớn tiếng đáp: "Thật." Ngụy Di cười nhạt và nói tiếp: "Tiểu tử, ngươi không còn hơi sức gì nữa đâu." Hai dòng lệ ở hai mắt của Lâm Hào nhỏ ròng xuống. Bị nhục trước mặt kẻ thù như vậy, lại có quần hùng đứng chứng kiến nữa, lúc này chàng chỉ muốn chết cho thôi. Nhưng trái tim của chàng bỗng quát bảo óc của chàng rằng: "Ngươi còn trẻ, mối thù lớn của nghĩa phụ chưa trả được. Ngươi còn có mối thù của sư môn chưa thanh toán. Còn cha mẹ của ngươi là ai, huynh đệ của ngươi mà ngươi vẫn chưa biết. Thế mà ngươi lại dám chết một cách vô ích như vậy sao?" Vì thế cho nên chàng thở dài từ từ cúi xuống, nước mắt của chàng vẫn tiếp tục nhỏ xuống như mưa. Chân tay rung lẩy bẩy, lê mãi mới đi được một bước. Lâm Hào từ từ trở ra, quần hùng cũng đứng ở đằng xa thấy vậy cũng phải thông cảm mà thở dài. Vì họ biết khắp thiên hạ này chưa có một người nào chịu đựng nổi quỷ thủ của Ngụy Di. Trong lúc Lâm Hào đi từng bước một vào trong rừng và quần hùng cũng thở dài và kính phục, thì Ngụy Di đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười quái dị. Tiếng cười của y chưa dứt, y đã giơ tay lên búng một cái, liền đó một luồng khói nhạt phi thẳng đến yếu huyệt sau lưng của Lâm Hào. Quần hùng thấy vậy đều yên lặng ngay. Sự im lặng của mọi người là biểu hiện sự phẫn nộ vì thủ đoạn của y quá ác độc và quá đê hèn, nhưng không một ai dám lên tiếng. Lâm Hào chỉ thấy yếu huyệt ở sau lưng bỗng tê tái, chàng cảm thấy mình mẩy ngứa ngáy khó chịu, còn khó chịu hơn muôn ngàn con kiến đang múc xương tủy của mình. Chàng chỉ kêu lên hự một tiếng rồi ngã lăn ra đất ngay, hai tay nắm chặt, nghiến răng mím môi, máu tươi cứ nhỏ giọt ra từng giọt một. Chàng lăn lộn một hồi mà không kêu rên nửa lời. Một lát sau chàng từ từ đứng dậy, đưa mắt lườm Ngụy Di rồi lảo đảo đi vào trong rừng ngay. Ngụy Di đột nhiên quát lớn: "Tiểu tử, đứng yên." Tiếng nói vừa dứt thì sau một tảng đá đã có người nói thật lớn: "Từ Mã Kim Bảo." Tiếng ấy đã lan khắp mọi nơi và quanh đó, hình như đã chứa đầy sát khí vậy. Tiếng nói kia vừa dứt liền có bốn lão già mặc áo dài đỏ xuất hiện ở đây trước rồi. Sự biến hóa đột nhiên ấy khiến cho ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Vì họ không ngờ tứ quả lão của Từ Mã Kim Bảo cũng đã đến đây rồi. Tiếp theo đó sau tảng đá lớn ấy lại có tám đại hán trung niên mặc võ phục màu đỏ như lửa. Mỗi người tay cầm một cái búa tầm sét lớn, địa vị của tứ lão trong Tư Mã Kim Bảo chỉ kém có tổng quản thôi, võ công cao siêu không kém gì bọn Ngụy Di, Mã Thế Nghi.
Mã Thế Nghi thấy Tứ Quả Lão xuất hiện một lần đã biến sắc. Với hoàn cảnh ấy y lại bỏ chạy sao, nên đành liều giơ tay trái lên phẩy một cái ra hiệu. Ngờ đâu không phải là y ra hiệu đánh, mà là đánh theo Lâm Hào một chưởng lớn. Chỉ nghe thấy một tiếng bùng, rồi tiếng của Lâm Hào kêu hự lên. Người của chàng cũng như một quả banh lăn lóc lé lên mặt đất. Đoạn kiếm cắm ở trên vai trái của chàng lại càng cắm sâu vào tận xương. Máu tươi từ miệng của chàng phun ra như suối, nhưng không ai dám can thiệp vào mà cứu chữa cả. Chàng chỉ cố chịu đau đớn, lẳng lặng nằm trên mặt đất để nghĩ cách trả thù thôi. Ngụy Di tấn công chàng một chưởng liền quay lại nhìn Tứ Lão Quả và mấy đội hảo hán của Tư Mã Kim Bảo. Mã Thế Nghi cũng đứng yên dận sẵn công lực vào hai tay để phòng Tứ Quả Lão tấn công. Tứ Quả Lão từ từ đưa ánh mắt liếc quanh một vòng. Người đứng đầu của Tứ Quả Lão là Lôi Quả Lão. Ông ta cười ha hả rồi tiến lên một bước hỏi Ngụy Di và Mã Thế Nghi: "Quý bàn chủ có được mạnh giỏi không hả các vị?" Ngụy Di cười lầm lì đáp: "Đa tạ, quý bảo chủ vẫn được bình an như thường." Lôi Quả Lão đưa ánh mắt nhìn con kỳ lân linh thú trên tay của Ngụy Di, rồi vừa cười vừa nói tiếp: "Ngụy huynh đến sớm thật." Ngụy Di cười the thé mấy tiếng rồi liền đáp: "Các vị đến muộn đó." Lôi Quả Lão cười nhẹ nói: "Lão nhận thấy đến vừa đúng lúc chứ chưa phải là muộn đâu." Ngụy Di nghe thấy lão già trả lời như vậy, liền hơi giật mình lùi về phía sau rồi nói: "Các hạ nói như thế có nghĩa là gì hả?" Sau câu hỏi ấy, tất cả mọi người có mặt tại đó đều im lặng. Bầu không khí lại nặng nề và gai cấn như trước, khiến ai nấy đều khó thở vô cùng. Đột nhiên trong rừng lại có tiếng người la lớn: "Độc Cô Quyết Trang!" Tiếng nói rất là du dương và vọng đi rất xa, trong tiếng nói bao hàm đầy sát khí. Chỉ trong nháy mắt, ba người của Độc Cô Quyết Trang đã xuất hiện trên bờ hồ đó liền. Mọi người nhìn kỹ mới hay, ba người đó đều là ba lão già đầu tóc bạc phơ, mặt mũi hung ác. Người mặc áo gấm xanh trông rất lịch sự. Tiếp theo đó trong rừng lại có sáu đại hán trung niên, tay cầm dao răng cưa, mặc võ trang màu xám. Xếp hàng một lượt từ từ đi ra, trông rất hoài nghi. Bỗng có người khẽ nói: "Phi Phong Vân Tam Ma cũng đã xuất hiện rồi." Phi Phong Vân Tam Ma vừa xuất hiện thì Ngụy Di và Mã Thế Vinh khẽ gật đầu một cái. Ba người kia chắp tay chào Tứ Quả Lão của Tư Mã Kim Bảo. Bốn lão già nọ cũng chắp tay thi lễ. Phi Yêu, người đứng đầu trong nhóm Tam Ma, liền cười và hỏi Tứ Quả Lão rằng: "Bốn vị cũng tới đây à? Thật tiểu đệ không ngờ chút nào." Lôi Quả Lão cười ha hả đáp: "Và cũng không ngờ ba vị sao lại không quản ngại xa xôi nghìn dặm mà cũng tới đây." Tuy Quyết Trang với Kim Bảo mới xuất hiện trên giang hồ được hơn 10 năm thôi, nhưng sự phát triển nhanh chóng của hai bang phái này không thể tưởng tượng được. Và bây giờ đã trở thành hai bang phái lớn không kém gì những bang phái trên võ lâm, mà mỗi bang ở một nơi hộ ứng lẫn nhau, cao thủ của chúng rất đông. Quyết Trang và Kim Bảo tuy ngày thường vẫn có công việc đi lại với nhau, tình giao hảo khá là mật thiết, nhưng hãy gặp mặt những việc gì mà có lợi ích lớn thì đôi bên không ai chịu nhường nhịn ai hết. Ngụy Di đâu là kẻ ngu si, thấy tình thế như vậy đối với mình rất bất lợi. Nếu trước mặt thiên hạ anh hùng mà y đào tẩu thì Quả Long giáo còn sĩ diện nào trong võ lâm nữa. Hơn nữa y cũng biết bất cứ một người nào trong Tam Lão và Tứ Quả Lão võ công cũng rất là cao siêu, huống hồ mình vừa kịch chiến xong, chân tay đang mỏi mệt. Nhưng Mã Thế Nghi cũng không phải là một phường ngu ngốc. Y biết nếu không nhân lúc này mà hạ thủ thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Còn Triệu Phi thì y đã đành phải để cho y ở tạm ở đó trước. Vết thương của Triệu Phi rất nặng, không còn chảy máu nữa. Nhưng mà hiện thời Triệu Phi đã ngủ say. Và trong lúc đóng xác người kia không để ý nhìn thì không ai biết y chưa chết được. Nghĩ tới đó thì Mã Thế Nghi nhìn Ngụy Di một cái, ngờ đâu Ngụy Di cũng có chung một ý nghĩ như y,
nên khi hai người đưa mắt nhìn nhau thì biết tâm ý của nhau liền. Mã Thế Nghi đã xuất hiện trong sương mù, liền múa chưởng tấn công mạnh dời Vũ Bảo. Nguyên Di cũng không chần chờ, liền múa chưởng xông lại đánh úp Lôi Quả Lão. Sự thật khi hai bên này vừa đưa mắt ra hiệu cho nhau thì Lão Tam của nhóm Phi Phong Dân Tam Yêu đã thấy liền, nhưng y chỉ nhếch mép cười khì một tiếng tỏ vẻ đắc chí thôi. Lôi Quả Lão vì đứng gần Mã Thế Nghi, Ngụy Di mà lưng lại hướng về chúng, cho nên khi Mã Thế Nghi vừa ra tay tấn công thì chưởng lực đã lấn át tới phía sau lưng của y liền. Vì thế công của Mã Thế Nghi và Ngụy Di lợi hại thật, nhưng Lôi Quả Lão cũng không phải là tay tầm thường. Nghe tiếng gió động, y đã quay người lại giơ song chưởng lên chống đỡ, và chân thì thuận thế lui ngay về phía sau. Tuy vậy y vẫn bị hai địch thủ đẩy lùi hai bước. Nhân dịp ấy Mã Thế Nghi với Ngụy Di liền thừa cơ nhảy luôn ra ngoài đấu trường. Lôi Quả Lão, Thiên Quả Lão và Địa Quả Lão trong hàng Tứ Quả Lão liền quát tháo và vội đuổi nhanh hai người ngay. Mã Thế Nghi và Ngụy Di dù sao hôm nay cũng không thể tránh khỏi một cuộc kịch chiến, nên cả hai đều quay người lại chống đỡ chứ không bỏ chạy. Lão đại của nhóm Phi Phong Dân Tam Ma thấy vậy liền đưa mắt ra hiệu cho hai người kia, rồi cả ba cùng xông vào trận đấu để mong cướp được vật báu. Biết chạy không thoát được, Ngụy Di phải đứng lại chống trả mấy kẻ địch lợi hại, nhưng tay phải của y vẫn nắm chặt con kỳ lân linh thú và chỉ dùng tay trái để đối địch thôi. Trong những chưởng phong của đối thủ, y còn thấy có những làn khói nhợt nhạt và tanh tưởi vô cùng. Y đã kịch chiến suốt đêm, nội lực đã hao tốn rất nhiều, chân tay rã rời mà địch thủ toàn là những tay cao thủ như thế, cho nên càng đấu y càng thấy nguy hiểm bấy nhiêu. Đột nhiên có ánh sáng xanh nhợt của những đôi mắt bắn ánh quang của bọn Tam Ma, nên Ngụy Di biết là nguy đến nơi, vội giơ chưởng lên chống đỡ và thừa thế lui luôn về phía sau. Chưởng lực của y va chạm vào những chưởng lực của Tam Ma, chỉ nghe thấy tiếng bùng, y đã rú lên thật lớn, người loạn choạng mấy bước, mồm học ra máu tươi tức thì. Con kỳ lân linh thú ở trên tay của y cũng bị bắn ra ngoài xa. Lúc ấy cạnh một bên Mã Thế Nghi cũng kêu hự lên một tiếng, sắc mặt nhợt nhạt rồi lùi bước lia lịa. Cũng trong lúc đó đã có một cái bóng người nhanh như điện chớp nhảy lên trên cao, đuổi bắt con kỳ lân linh thú vừa xuất khỏi tay của Ngụy Di đang bay lơ lửng ở trên cao. Lôi Quả Lão và Địa Quả Lão vội nhảy lên thúc mạnh vào người có đôi mắt xanh biếc vừa nhảy lên trước. Người đó vội giơ song chưởng đối chọi, bùng, sau một tiếng nổ ấy cả ba cùng rớt xuống mặt đất. Con kỳ lân linh thú đã bị Nguy Di cầm chặt, bây giờ thì nó đã thoát được khỏi, nhưng không thấy nó linh hoạt như trước nữa, mà hình như nó đã chết rồi thì phải. Khi nó rớt xuống, bên dưới lại rơi ngay vào mặt của Lâm Hào đang nằm ở trên đất hôn mê mang bất tỉnh, mặt thì nhăn nhó đau đớn. Lúc ấy Lâm Hào vì quá đau, mồ hôi toát ra nhờ nhớp như nước hồ loãng. Chàng bỗng thấy ánh mắt dịu hẳn và một mùi thơm xông vào mũi đưa lên đến đầu, tuy vẫn còn đau đớn nhưng dễ chịu hơn trước rất nhiều. Lâm Hào vừa trở người đã chợp được con kỳ lân linh thú. Chàng vội đưa mắt nhìn, đã thấy bóng người tứ phía, và nhất là ba người có đôi mắt xanh biếc nhanh như điện chớp nhảy sổ lại tấn công chàng luôn. Người của chúng chưa tới mà kình lực và chưởng phong của chúng đã ập vào người của chàng rồi. Lâm Hào thấy thế công của địch mạnh như vậy thì sợ hãi vô cùng, không kịp nghĩ ngợi gì, hốt hoảng vội tung mình nhảy lùi về phía sau rồi cắm đầu ù té chạy vào trong rừng. Bọn người đuổi theo nhanh như điện chớp, vừa đuổi vừa quát lớn: "Tiểu tử, mau đứng lại, ngươi chạy không thoát đâu." Lúc ấy chàng vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, tuy tay cầm con kỳ lân linh thú, mỗi người thấy mùi thơm, nhưng vết thương ở trên người lại nổi lên cơn đau nhức. Chàng càng lo sợ thêm, cứ thấy đường là cắm đầu chạy và dở hết tốc lực của phò lông ảo bộ ra như một làn khói chạy thẳng vào trong rừng thăm thẳm. Phía sau lưng chàng, Tứ Quả Lão dời Phi Phong Dân Tam Ma lướt nhanh như những mũi tên đuổi theo chàng. Dần dần chàng đã bỏ xa. Đoạt mệnh nhai đường núi càng lúc càng dốc,
và chàng đã chạy vào trong một khu rừng trùng điệp rồi. Lúc ấy đã vào canh tư, người chạy kẻ đuổi ở trong rừng Thẩm Quan Vô đã được hơn 40 dặm đường. Lâm Hào thấy ở phía trước là một sơn cốc âm u khôn tả, dưới ánh trăng lặng lẽ, càng vào sâu bao nhiêu càng cảm thấy cảnh vật rùng rợn bấy nhiêu. Chung quanh là những hòn đá lởm chởm, dưới ánh sáng lờ mờ, trông như những bóng ma lố nhố. Xuyên qua sơn cốc, vừa hẹp lại vừa dài ấy, lại tới một quãng đường cỏ lao mọc cao đến tận vai. Đầu quãng đường ở phía bên kia cũng là một cái cốc khẩu hẹp hơn sơn cốc mà chàng vừa chạy qua. Lúc ấy Lâm Hào đã đuối sức rồi, bước đi loạn choạng. Tứ Quả Lão và Tam Ma cũng đang đuổi càng gần. Đột nhiên Lâm Hào bị vấp ngã và lăn ra đất. Khi chàng bò dậy, dở toàn lực ra, đâm bổ về phía trước thì Tứ Quả Lão Tam Ma cũng vừa tung mình nhảy lên, múa chưởng nhắm vào đầu của chàng mà giáng xuống. Nhưng chàng vẫn cố gắng chạy, mặc dù hơi thở hổn hển, bước chân đã loạn choạng. Lúc ấy vừa đúng canh tư, đột nhiên có tiếng chó sói kêu lên phía trước mặt càng lúc càng nhiều, rất là hãi hùng, khiến cho ai cũng phải kinh hoàng. Tứ Quả Lão Tam Ma nghe thấy tiếng chó sói ấy đều biến hẳn sắc mặt và dừng chân lại. Còn Lâm Hào thì chạy gần tới cốc khẩu. Nơi đây ở có sườn núi bên trái có viết ba chữ thật lớn: Độc Lan Cốc. Phía bên phải cũng có ba chữ: Tào Hồn Giới. Không ngờ chàng bị chúng đuổi, cứ cắm đầu mà chạy, lại chạy ngay vào Độc Lan Cốc, Tảo Hồn Giới, một u sơn hải hùng và khét tiếng trong thiên hạ, mà chàng không hề hay biết gì cả. Độc Lan Cốc và Tả Hồn Giới là địa khu kinh hồn. Cứ đến đêm trăng tròn, vào hồi canh tư trong sơn cốc, nơi nào cũng có gió lộng nổi lên và tiếng chó sói từng đàn tru tréo nghe rất hải hùng. Người trong võ lâm không ai là không biết Độc Lan Cốc này, nên không một ai dám vào bên trong để xem rõ trong sơn cốc này có những gì và kinh khủng đến như thế nào. Cứ cách 20-30 năm một lần là thiên hạ lại tụ họp nhau ở trên quảng trường trước Độc Long Cốc này. Nhưng buổi họp ấy đều cử hành vào đêm trung thu, lúc trăng lên ở đỉnh đầu, thì Hắc Bạch, Lưỡng Đạo, Võ Lâm liền đem ân oán của mình ra để mà giải quyết. Sau cùng Hắc Bạch, Lưỡng Đạo mỗi bên đều đề cử một tay võ công thượng thặng để tranh chức Võ Lâm Minh Chủ. Bên nào thắng thì được giữ Võ Lâm Lệnh Phụ, còn người thua thì phải đi vào trong Độc Lan Cốc, Tảo Hồn Giới. Vì vậy cứ cách 20-30 năm đến canh tư là có một người cao thủ thứ hai của thiên hạ bị bắt ép đi vào trong sơn cốc này. Nhưng người đó đã vào sơn cốc thì như muối rớt dưới bể, không bao giờ còn nghe thấy tin tức của người ấy được nữa. Trong năm nay đã có khá nhiều người tự thị võ công cao siêu mà đi vào trong đó dò thám xem. Nhưng người giàu cũng vậy, chỉ có giàu chứ không có trở ra. Vì thế cho nên Độc Lan Cốc mới biến thành một nơi rùng rợn kinh người. Do đó mới có thêm một cái tên là Tảo Hồn Giới, vì đã có khá nhiều người bị tảo hồn ở trong Độc Lan Cốc rồi. Bởi thế có nhiều người muốn mạo hiểm vào trong cốc để xem bên trong có gì mà lại khủng khiếp đến như thế. Nhưng bất cứ người có võ công cao siêu đến đâu, khi đã vào trong đó thì không có hy vọng gì sống sót cả. Và cũng không có ai hiểu biết được là tại sao những người đó lại không ra được. Đêm nay cũng là vừa đêm trăng tròn, và ngay đúng lúc canh tư, cũng như lần trước ở trong sơn cốc lại có tiếng chó sói tru lên khủng khiếp vọng ra. Lâm Hào đã chạy vong mạng tới đây. Tuy chàng nửa mê nửa tỉnh nhưng chàng cũng cảm thấy lo sợ và kinh hãi. Tứ Quả Lão và Tam Ma không ngăn cản được chàng, nên chúng hết sức đuổi theo để chặn đường không cho chàng chạy vào trong sơn cốc. Nhưng chàng cứ nghiến răng mím môi cắm đầu xông vào bên trong thung lũng ấy. Tứ Quả Lão và Tam Ma thấy vậy, đều nhìn nhau thở dài chán nản quay mình đi ra. Khi chúng nhận thấy công lực của chúng chưa đủ sức vào Độc Long Cốc, cho nên chúng đành phải cắn răng bấm bụng mà rút lui. Còn Lâm Hào khi vào ở trong sơn cốc càng thấy mình mẩy đau nhức thêm, người cứ run lẩy bẩy. Sau cùng chàng loạn choạng mấy bước rồi nằm gục xuống đất chết giấc luôn.
Tay phải của chàng vẫn còn nắm chặt con kỳ lân linh thú đã chết, và lại để kề ngay vào miệng của mình, chàng chỉ thấy mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, khiến cho chàng tỉnh táo dần. Rồi thời gian trôi nhanh, mặt trời đã bắt đầu mọc, tiếng chó sói tru hú đã dứt từ lâu. Lâm Hào khẽ rên rỉ trong đau đớn rồi lớp ngớp bò dậy. Chàng cảm thấy những vết thương ở trong người đã hết đau. Chàng đưa mắt nhìn chung quanh, thấy mình nằm ở trên lối đi đầy đá lởm chởm, hai bên đầy bùn lầy. Trên mặt bùn lại có một khối màu hồng bốc lên và thỉnh thoảng có những giọt nước nhô lên kêu lởm bởm. Ngoài những tiếng kêu ấy ra thì bốn bề yên lặng như tờ, sự yên lặng chứa đầy khủng khiếp và chết chóc. Lâm Hào quay đầu lại nhìn thấy cốc khẩu cũng đã bị làn sương mù kia che lấp rồi. Chàng hơi suy nghĩ một chút, nhận thấy quay trở lại thế nào cũng chết, chỉ bằng đi thẳng vào bên trong, mai ra lại còn có lối thoát. Quả thực chàng không biết, nơi mà chàng vừa vào đó chính là Độc Lan Cốc Tảo Hồn Giới, nơi mà hơn trăm năm nay, hễ ai nói đến đều phải hoảng sợ đến biến sắc mặt. Nếu chàng biết nơi đây là chốn khủng khiếp như thế thì chàng đã không dám tò mò đi vào bên trong đâu. Bởi Lâm Hào không hay biết gì hết, nên cứ đi theo con đường đá lởm chởm ấy mà từ từ tiến sâu vào, thẳng vào phía trong. Lối đi càng chật hẹp và bước đi của chàng cũng chậm chạp. Dài bên trái của chàng đã bị thanh đoản kiếm dị hình cắm ngập cán, cho nên đã hoàn toàn bị tê liệt. Chàng cứ bước thấp bước cao tiến thẳng về phía trong. Đi được vài chục trượng, chàng thấy đầu óc của mình choáng váng, đom đóm đã hiện lên trước mắt. Đầu óc nặng nề, chàng vội cầm con kỳ lân linh thú lên ngửi, quả nhiên ngửi một hồi đã thấy dễ chịu liền. Chàng thấy chung quanh vẫn còn có hơi mù màu hồng bao phủ những bùn lầy, và hai bên lối đi có một mùi tanh hôi bốc lên khiến cho chàng ngửi thấy buồn nôn ra. Đột nhiên chàng thấy chỗ cùng đường có một sườn núi cao lớn xuất hiện. Sườn núi này trông giống hệt như là một con sói rừng hung ác khổng lồ. Miệng con chó sói hả to ra, hai hàm răng lởm chởm. Con đường mà chàng đang đi là chạy thẳng vào miệng con sói ấy. Lâm Hào vẫn rảo bước tiến lên, nhưng lúc ấy vì bị thương quá nặng, dù chàng có dẫn hết chân khí nội lực để chống chọi, nhưng cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Dần dần chàng đã đi tới trước chỗ miệng con sói. Bên trong có những luồng gió thổi ra giá lạnh buốt xương khiến cho chàng phải sờn lòng rợn tóc gáy. Chàng ngẩng đầu nhìn vách núi treo leo và hùng vĩ ấy. Đầu con sói là một tảng đá lớn. Chàng do dự một chút rồi vẫn bước đi thẳng vào. Ở chỗ hàm răng vào tới cổ họng con sói thì có một con đường nho nhỏ. Lại từ cổ họng đi thẳng lên bên trong là một con đường hầm. Vách tường của những đường hầm ấy đều xây bằng đá vô cùng bóng láng. Trong đường hầm thỉnh thoảng có những làn sương mù đỏ mỏng như là tơ tỏa ra. Trong những làn sương mù đỏ ấy lại xen lẫn cả mùi tanh tưởi. Đường hầm ấy càng đi sâu bao nhiêu càng dốc và trơn tuột bấy nhiêu. Chàng vừa đi vừa đưa con kỳ lân lên ngửi. Đi được một lúc lâu, Lâm Hào thấy ở phía trước bỗng sáng lên. Thì ra chàng đã đi tới một đại điện. Bên trong có những ánh sáng của Dạ Quang Minh Châu tỏa ra những luồng sáng chói lọi. Chàng bước chân vào điện, thấy bốn bên vách đều có khảm những dạ châu ngũ sắc làm cho hoa cả mắt. Chàng cúi đầu nhìn phải giật mình kinh hãi, vì trên mặt đất có những xương người nằm ngổn ngang. Chàng kinh ngạc vô cùng và thầm hỏi: nơi đây là đâu? Sao mà có lắm xương người đến như thế này? Sự thật những bộ xương mà chàng trông thấy đó chỉ có chừng hơn 10 bộ mà thôi, mà đều là những nhân vật xưa kia, chỉ dậm chân một cái là cũng đủ làm cho thiên hạ biến hẳn sắc mặt rồi, nên họ mới có đủ công lực cầm cự vào tới được chốn này. Còn những tay yếu ớt hơn hay tài kém hơn thì chỉ vào được đến lối đi của sơn cốc mà ngửi thấy kỳ độc chướng đã ngã lăn ra chết ngay, hoặc trượt chân xuống dưới bùn lầy rồi xa lầy mà chết mất tích. Lâm Hào định thần giây lát rồi lại bước qua những đống xương đó mà đi thẳng vào bên trong. Bỗng có một giọng khàn khàn và yếu ớt ở trong chỗ cách đó không xa nói vọng tới: thằng nhỏ kìa,
sao ngươi lại vào được nơi đây vậy? Trong chúng kinh khủng rùng rợn như thế, bỗng có giọng nói nổ lên. Như vậy thì làm sao mà Lâm Hào không kinh hãi cho được? Chàng vội đứng lấy thế và ngẩng đầu lên nhìn về phía có tiếng nói đó. Chàng nhìn kỹ một hồi thì mới thấy đó là một lão nhân gầy gò bé nhỏ, râu dài xuống tận đến ngực, đầu tóc rối bù. Ông ta đang ngồi xếp bằng tròn, mình mặc một cái áo màu xanh thẫm. Sắc mặt của lão nhân ấy u ám khôn tả, trông khó coi. Làm gì râu của lão ta rối bù tự như là râu và tóc của những người đã chết mấy trăm năm rồi vậy, nhưng hai mắt lão ta lại sáng một cách lạ lùng. Lâm Hào lúc này định thần giây lát rồi đáp: Dạ, tiểu bối tên là Lâm Hào, bị kẻ thù đuổi giết nên chạy vào trong sơn cốc này, mong lão tiền bối lượng thứ cho. Lão nhân gầy gò nhỏ bé thở dài một tiếng rồi với giọng già nua yếu ớt hỏi lại: Cái thằng nhỏ kia, người có biết nơi đây là đâu không hả? Lâm Hào ngẩn người ra đáp: Dạ, tiểu bối không được rõ. Lão nhân thở dài một tiếng rồi nói tiếp: Nơi đây là Độc Lan Cốc Tảo Hồn Giới đó. Lâm Hào nghe nói cả kinh vội hỏi lại: có thật không? Lão nhân rầu rĩ đáp: Thật đó. Lâm Hào lại nói: tiểu bối là... Lâm Hào đoán biết chắc lão nhân này thế nào cũng là cốc chủ chứ không sai. Ngờ đâu lão nhân cúi đầu thở dài rồi nói tiếp: Lão phu vào trong sơn cốc này tất cả đã 39 năm rồi. Nói tới đó lão nhân thở dài mấy tiếng. Lâm Hào chưa kịp lên tiếng thì lão nhân đã hỏi trước: Cậu nhỏ kia, sao cậu lại vào được trong này vậy? Lâm Hào đáp: Lão tiền bối hỏi tiểu bối vào trong này ư? Lão nhân lại nói: Sao lão phu lại không biết ngươi vào cơ chứ? Lão phu chỉ hỏi tại sao ngươi vào được mà không bị thứ chướng khí độc kia giết chết kìa. Lâm Hào ngạc nhiên hỏi: Chướng khí độc là cái gì vậy? Lão nhân đáp: Những sương mù màu hồng ở trên mặt bùn lầy bốc lên đó chính là kỳ độc chướng đó, và cũng là một thứ sương mù độc nhất ở hai bên lối đi. Lâm Hào lại nói: Tiểu bối thật tình không biết. Lão nhân ngắm nhìn Lâm Hào một hồi rồi đột nhiên hỏi tiếp: Tay của cậu đang cầm cái gì vậy? Châu Hào đáp: Dạ, là kỳ lân linh thú vạn niên. Lão nhân nghe chàng nói như thế, mặt hồng bỗng biến sắc và bỗng thở dài một tiếng nói tiếp: Hey, nếu cậu tới sớm 10 năm, không những lão phù tái xuất sơn mà cậu cũng bổ ích lây nữa. Lâm Hào không hiểu, chàng ngạc nhiên nhìn lão nhân. Lão nhân giọng êm dịu nói tiếp: Cậu nhỏ mau lại đây. Lâm Hào nghe lời đi đến gần, chàng mới hay lão nhân đã thoi thóp sắp chết. Lão giơ tay ra lấy cái hồ lô nhỏ ở phía sau lưng và hỏi tiếp: Cậu có biết lão phu là ai không? Lâm Hào lên tiếng đáp: Dạ, tiểu bối không biết. Lão nhân nói: Lão phu là Vạn Độc Thạch Cảnh Hy, người trưởng môn của phái Vạn Độc. Lâm Hào nghe nói giật mình đến biến sắc, vì bá đạo Thạch Cảnh Hy xưa nay trên giang hồ tiếng tăm lẫy lừng, dù là tay cao thủ lợi hại đến đâu gặp phải lão đừng có hòng mà sống sót. Nhưng trong đời của lão không làm một việc gì độc ác, tính tình tuy quái dị nhưng không giết một người nào vô tội cả, cho nên ở trong võ lâm lão luôn rất được nhiều người kính ngưỡng. 39 năm về trước đây, vì tranh ngôi vị thiên hạ độc tôn lệnh chủ, lão chỉ có thua một thế mà bị thất hồn các phi dân của Hắc đạo đánh bại, cho nên lão ta mới ôm hận đi vào bên trong Độc Lan Cốc này, và từ đó đến nay không thấy lão trở ra nữa. Không ngờ 39 năm sau mình lại được gặp lão ở nơi đây. Chàng đang suy nghĩ thì Vạn Độc Thạch Cảnh Hy lại hỏi tiếp: Cậu bé, lão phù sắp chết đến nơi rồi. Sau khi lão phu chết, nếu cậu có dịp mày ra khỏi nơi đây thì lão phu muốn nhờ cậu làm giúp cho lão phu một việc này. Lâm Hào vội lên tiếng đáp: Việc gì? Xin lão tiền bối cứ dạy bảo. Vạn Độc Thạch Cảnh Hy thở dài một tiếng và nói nho nhỏ: Ê, lão phu biết chưa chắc cậu đã ra khỏi được nơi đây, nhưng dù sao cậu vẫn còn sống, vả lại
trong tay của cậu lại có con kỳ lân lân thú dạng năm. Nói tới đó, lão ta móc túi lấy ra một cái hắc thiết lệnh phù và đưa cho chàng, nói tiếp: đây là lệnh chưởng môn của Giang Độc Môn, cậu hãy cầm lệnh bài này giao cho người chưởng môn của Giang Độc Môn. Lâm Hào cung kính đỡ lấy thẻ lệnh. Giang Độc Thạch Cảnh Hy lại lấy hai cái hộp rất tinh xảo ra, một cái có hoa văn và một cái màu trắng, đưa cho Lâm Hào và nói tiếp: cái hộp có hoa này là dị dung đơn, còn cái hộp trắng là hoàng dung đơn. Lão phù hết cả đời rồi, bây giờ lão phù có giữ cũng vô ích, nên lão phù tặng cho cậu đó. Lâm Hào kinh ngạc hỏi lại: Thạch lão tiền bối, như vậy làm sao? Thạch Cảnh Hy trầm giọng nói tiếp: lão phù chỉ còn sống được có vài ngày nữa thôi, lão phù còn giữ những vật này để làm chi chứ? Nói xong, lão cầm cái hồ lô nhỏ đổ vào trên lòng bàn tay 5 viên thuốc to bằng long nhãn và nói với Lâm Hào tiếp: thuốc này là tục mệnh hồn của lão phù, chế đề trị bách độc, cậu hãy uống một viên đi. Lâm Hào đang định từ chối thì lão lại lên tiếng nói tiếp: cậu bé à, lão phù thấy cậu bị trúng độc nặng, nhưng linh đơn này cũng chỉ có thể giúp cho độc khỏi lan ra mà thôi. Bất đắc dĩ, Lâm Hào đành phải cầm lấy viên thuốc uống luôn. Chàng vừa uống xong thì lão lại nói tiếp: cậu ngồi xuống để lão phù giúp cậu đẩy độc ra ngoài. Lâm Hào vâng lời ngồi xuống, bỗng cảm thấy linh đài quyệt tê tái rồi chàng mê man bất tỉnh luôn. Giang Độc Thạch Cảnh Hy liền cướp lấy kỳ lân linh thú dạng năm của chàng, sắc mặt bỗng thay đổi luôn luôn. Rốt cuộc lão ta thở dài một tiếng rồi tự nói: ngũ tạng của ta cũng đã bị nứt hết rồi, chất độc cũng đã tấn công tới trái tim. Dù cho có con kỳ lân linh thú dạng năm này cũng chỉ sống thêm được một vài năm thôi. Chỉ bằng ta giúp cho Gió Lâm kỳ tài này thành tài hành đạo giang hồ có phải hơn không? Lão ta nói xong hai mắt bỗng sáng ngời, nhờ sự thay đổi ý nghĩ đó cho nên Lâm Hào mới thoát chết. Rồi Thạch Cảnh Hy để tay trái vào mệnh môn quyệt của chàng, còn tay phải thì để lên trán bách hội quyệt. Hai luồng hơi nóng nơi bàn tay của lão ta dồn sang người của Lâm Hào. Một lúc sau, lão ta toát mồ hôi ra như mưa, rồi vội ngừng tay nghỉ ngơi. Khi lão mở mắt ra, lại dùng hai ngón tay rút đoạn kiếm đang cắm ở trên vai của chàng ra, xem xét một hồi, mặt tỏ vẻ kinh hãi, thầm nói: chẳng lẽ lão ma đầu này lại ra đời rồi sao? Sao thằng nhỏ này lại trêu vào y chứ? Nghĩ tới đó rồi, lão ta vẫn ngồi như trước, hai tay vẫn để yên nơi yếu quyệt của Lâm Hào. Thời gian qua dần, sắc mặt lão ta cũng nhợt nhạt dần, về người cũng run lẩy bẩy, mồ hôi toát ra như tắm. Một canh giờ sau, lão ta uể oải buông hai tay xuống, chỗ vết thương nơi vai của Lâm Hào đã chảy nước vàng ra. Cứ như thế, Thạch Cảnh Hy tận lực chữa trị cho Lâm Hào cho đến khi chàng tỉnh lại. Và phương cách của lão ta dùng kỳ lân linh thú hợp với nhân sâm ngàn năm mà lão ta phát giác ra được trên người của Lâm Hào, nên lão mừng thầm và nói: tiểu tử này quá hết sức là có duyên mai, đạt đến kỳ tài Gió Lâm rồi. Thế là Thạch Cảnh Hy liền dùng kỳ lân linh thú và nhân sâm nghìn năm phối hợp cho Lâm Hào ăn vào, cũng như giúp cho chàng dẫn khí điều huyết, đẩy độc, chữa trị vết thương. Và công lực dần dần tăng tiến âm thầm với cơ thể của Lâm Hào. Nhân cơ hội hy hữu này mà Thạch Cảnh Hy liền đã thông nhâm đốc quyền cơ chi mạch của Lâm Hào, thật là cơ may hy hữu. Thạch Cảnh Hy lại vận chỉ nhanh tay điểm luôn vào huyệt ngủ để cho chàng thiếp đi. Quả nhiên Lâm Hào thấy hai mắt nặng trĩu, nhắm mắt ngủ liền. Thạch Cảnh Hy thấy chàng đã ngủ say rồi, liền thâu chưởng lại ngồi yên vận công điều sức để lấy lại sức khỏe. Trong thời gian này, công lực của Lâm Hào đã tăng gấp trước 3 lần. Sau khi bình phục trở lại, từ đấy trở đi chàng có thể được liệt vào cao thủ hạng nhất trên giang hồ. Người có thể đối địch với chàng rất hiếm, và người có thể chống nổi chàng cũng không có mấy ai. Ngày hôm sau, Lâm Hào thức tỉnh, thấy mình nằm trên một cái giường phủ gấm ở trong phòng bài biện rất hoa lệ. Đó là một cái phòng ngủ,
chàng chỉ ấn nhẹ một tay người đã phi xuống đất rồi. Và nếu trần nhà còn thấp, có lẽ đầu của chàng đã đụng phải. Chàng mừng rỡ không tả, thầm nói: ồ, không ngờ nội lực của ta lại đạt đến mức độ tột bậc này rồi. Ngày trả thù của ta sắp tới, nghĩa phụ ở trên trời hãy phò hộ cho Lâm Nhi trả được mối quyết cừu và tìm thấy được phụ mẫu và hiền đệ. Chàng còn đang suy nghĩ thì lão nhân áo xanh đã tươi cười bước vào. Chàng vội cảm ơn và nói: tiền bối, ban ơn cho tiểu bối thật là cảm động vô cùng. Thạch Cảnh Hy tay phải quạt áo một cái, đã có một luồng sức mạnh đỡ chàng đứng dậy, không cho chàng quỳ lại. Rồi lão lại nói: Lâm Hào, ảo bộ kỳ lão là người như thế nào của lão đệ vậy? Thì ra trong lúc lão ta trợ giúp cho Lâm Hào, đã thông nhâm đốc nhị mạch, đã đoán ra được lai lịch và sư thừa của chàng rồi. Lâm Hào thẳng người ra, biết không thể nào giấu giếm được nữa. Chàng liền mỉm cười và đáp: ảo bộ kỳ lão là sư tổ của tiểu bối. Thạch Cảnh Hy mặt biến sắc quát lớn: người dám nói dối với lão phu sao? Lâm Hào lớn tiếng đáp: tiểu bối nói thật chứ đâu dám nói dối với tiền bối. Thạch Cảnh Hy mặt không còn khó coi nữa, ông ta trầm giọng hỏi tiếp: Âu Dương Cương Chủ là người như thế nào của ngươi? Lâm Hào ngạc nhiên đáp: tiểu bối không quen biết người ấy. Thạch Cảnh Hy đột nhiên cả giận, quát lớn nói tiếp: Lâm Hào thấy ông ta không thay đổi tính tình, quả thật là ngang tàn bướng bỉnh khôn tả, nên chàng cũng hơi giận, liền lớn tiếng đáp: tại sao tại hạ phải nói cho lão tiền bối biết? Thạch Cảnh Hy tức giận hỏi tiếp: lão phu giúp ngươi cho ngươi thành tài, lão phu cũng có thể quỷ được gió công của ngươi, chẳng hai người có chịu nói hay không? Thạch Cảnh Hy càng hỏi càng tức giận, râu tóc đều dựng ngược, trông rất rùng rợn. Lâm Hào cũng nổi giận: nếu không phải là Thạch Cảnh Hy đã có ơn giúp chàng thành tài thì chàng đã bỏ đi rồi. Đột nhiên Thạch Cảnh Hy lại dịu giọng nói: ngươi không thừa nhận cũng được, nhưng lão phu phải bắt ngươi thề độc là ngươi không là môn đồ của Âu Dương Cương Chủ, và quý hồ trong vòng 3 năm ngươi phải giết tên đó cho ta. Lâm Hào cũng nói: Âu Dương Cương Chủ không phải là sư phụ của tại hạ, điều này tại hạ có thể thề được, nhưng nếu y là một kẻ đáng giết thì không cần lão tiền bối dặn bảo, tại hạ cũng giết liền. Còn trái lại, tại hạ không có lý do gì để quỷ diệt y cả. Thạch Cảnh Hy hừ một tiếng rồi nói tiếp: người ấy mang tội tày trời, tội đáng phần thầy xé xác. Lâm Hào nói tiếp: nếu tại hạ thấy y có tội thật thì không cần lão tiền bối bắt thầy nguyền, tại hạ cũng phải diệt trừ y cho võ lâm. Thạch Cảnh Hy mới dịu nát mặt lại, cười ha hả nói tiếp: hay lắm, hay lắm. Nếu ngươi bảo y là một tên võ lâm bại hoại thì lão phu không bắt ngươi thầy nữa. Quý hồ sau này ngươi có bước chân vào giang hồ, hãy nên dò xét hành vi của y để diệt trừ cho võ lâm thì lão phu đã mãn nguyện lắm rồi. Tiếp theo đó lão ta lại nói thêm: lai lịch sư thừa của ngươi như thế nào lão phu đã biết rõ, như vậy cũng hay lắm. Lão phu lại truyền thêm một chút võ công của bản môn cho ngươi nữa, chỉ mong người triệt để giác ngộ là được rồi. Nói xong lão liền chỉ điểm võ công của dạng độc môn cho chàng. Lâm Hào phát giác ra võ công của Độc Lan Cốc chủ Thạch Cảnh Hy hệt như là võ công của môn phái mình, nhưng lão ta biết nhiều hơn sư phụ mình gấp bội. Trải qua 5 ngày khổ luyện và được cốc chủ Thạch Cảnh Hy hết sức chỉ dẫn cả nội lẫn ngoại công, bất cứ về phương diện nào chàng cũng tiến bộ rất nhanh chóng. Nhưng mỗi khi chàng hỏi đến sư thừa của môn phái cốc chủ thì lão ta lại thở dài và đáp: mây ở trên trời thay đổi luôn luôn, bể hận không sao lấp hết được. Lão phu đã từng trải nhiều, còn những việc trước kia đều quên lãng hết rồi. Trong lòng lão tuy chỉ có nhớ có một tên là tên Âu Dương Cương Chủ mà thôi, nhưng y đã lẩn trốn vào nơi hoang du nào rồi, lão không biết hiện giờ tung tích của y ở đâu hết. Lâm Hào biết lão ta thế nào cũng có một câu chuyện rất là thương tâm, nên chàng không muốn hỏi tiếp nữa. Qua đến ngày thứ 6, cốc chủ gọi Lâm Hào đến trước mặt, vẻ rầu rĩ nhưng giọng nói vô cùng nhu mì. Ông ta bảo chàng rằng: